chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 15 tháng 11 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh họp với các thành viên xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Người tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn không được lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch. Huyện Yên Mỹ ra quân giải tỏa gần 700 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông. Xã Hiệp Cường, huyện Kim Động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đạt trên 80%. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp với các thành viên để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Cuộc họp đã xem xét cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022, báo cáo thành tựu kinh tế xã hội sau 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên, ban hành mức giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, báo cáo kết quả thực hiện biên chế công chức lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 năm 2021 và đề xuất kế hoạch tạm giao biên chế công chức lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 năm 2022 trong các cơ quan tổ chức hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập, các hộ được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động của tỉnh Hưng Yên. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, thu hút nhân tài và thưởng khuyến khích tài năng tỉnh Hưng Yên. Dự thảo nghị quyết về việc hỗ trợ công chức viên chức và lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu các đơn vị chủ trì xây dựng soạn thảo báo cáo tờ trình, tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu dự họp. Đối với dự thảo về ban hành mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021, các địa phương tích cực triển khai thực hiện nạo vét kênh mương, tỉnh và huyện sẽ hỗ trợ kinh phí cho các xã nạo vét từ mương chính đến đầu bờ ruộng, đảm bảo năm 2022 không còn tình trạng nước không tới ruộng, giúp nông dân thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, hiện nay dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế. Vì vậy, các địa phương phải tích cực đôn đốc người dân tiêm phòng. Khi người dân tiêm phòng mũi 2 đạt 98%, 100% học sinh trong độ tuổi được tiêm phòng, thì các hoạt động giáo dục, văn hóa, xã hội trở lại bình thường. Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra việc thành lập các chốt bảo vệ phòng chống COVID-19 của thôn và điểm test nhanh COVID-19 của các xã phường, thị trấn. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thông qua Mặt trận Tổ quốc các cấp, thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên đã tích cực tham gia ủng hộ vật tư y tế cho công tác phòng chống dịch. Thay mặt Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tiếp nhận ủng hộ vật tư y tế từ lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh với tổng trị giá gần 300 triệu đồng. Số vật tư trang thiết bị y tế này được Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Việt Thái cùng VNPT Hưng Yên ủng hộ thông qua Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Thời gian qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tích cực kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tham gia ủng hộ quỹ vaccine và vật tư y tế phục vụ cho công tác chống dịch, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định sản xuất. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tính đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó huyện Ân Thi ghi nhận chùm 4 ca bệnh trong một gia đình và 1 ca chưa rõ nguồn lây. Chùm ca bệnh trong một gia đình ở thôn Bột, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, xuất phát từ một người đi từ thành phố Hồ Chí Minh về, cách ly tại nhà nhưng vẫn tiếp xúc với người thân. Sáng 15 tháng 11, sau khi ghi nhận trường hợp này có kết quả xét nghiệm dương tính, qua sàng lọc tiếp tục phát hiện mẹ và hai anh trai cũng có kết quả xét nghiệm dương tính. Còn tại thôn Mễ Xá, xã Nguyễn Trãi, phát hiện 1 ca bệnh sau khi đến khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Ân Thi trong sáng 15 tháng 11.
Trường hợp này gần đây chỉ ở nhà, không tiếp xúc với các đối tượng nguy cơ. Huyện Yên Mỹ ghi nhận một trường hợp ở xã Lưu Xá có liên quan đến F0 quê ở tỉnh Hà Nam đến ở trọ. Huyện Văn Lâm ghi nhận thêm một ca là công nhân công ty Tê Sung ở xã Trường Chắc. Huyện Văn Giang ghi nhận một ca ở khu đô thị Eco Park từng tiếp xúc với F1 tại Hà Nội đã cách ly từ trước. Còn lại 2 ca ghi nhận trong khu cách ly bệnh viện nhiệt đới Hưng Yên có liên quan đến bệnh viện đa khoa Hưng Yên. Với hơn 1,2 triệu mũi tiêm được hoàn thành, đồng nghĩa với việc số người dân tiêm đủ 2 mũi vaccine, song không vì thế mà chủ quan lơ là, bởi vaccine chỉ là một trong các biện pháp tối ưu trong phòng chống dịch bệnh. Hai ca bệnh mới ghi nhận tại xã Toàn Thắng, huyện Kim Động vào ngày 4 tháng 11 liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên đều là những công dân đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong đó, có một bệnh nhân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và có đủ thời gian sinh kháng thể, sức khỏe tốt, không có bệnh nền. Hai vợ chồng nhà cô chú này là lây của mẹ. Người chồng đã được tiêm một mũi vaccine và cô người vợ thì đã tiêm 2 mũi, nhưng do nhà họ có đám, chủ quan vẫn không áp dụng cái 5K. Không chỉ có hai ca bệnh nói trên, mà hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh trong đợt dịch này đều được tiêm một hoặc đủ 2 mũi vaccine. Nới lỏng giãn cách, đi lại thuận tiện nhờ thẻ xanh, vaccine được bao phủ rộng hơn, nên tâm lý thoải mái, lơ là với dịch bệnh là điều không tránh khỏi. Hiện nay thì cái độ bao phủ tiêm vaccine với cả mũi 1, mũi 2 thì nó đạt được 96,5%. Ban chỉ đạo và trạm y tế thì luôn tuyên truyền để cho người dân nắm được là mặc dù được tiêm phòng vaccine, thế nhưng vẫn có thể là mắc. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 2 ngày, 13 và 14 tháng 11, tại thành phố Hồ Chí Minh có 87 ca tử vong do COVID-19. Đáng nói, trong đó có 17 ca tử vong dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine cũng đã khiến cho không ít người dân lo lắng. Lý giải về điều này, các chuyên gia y tế và bác sĩ đã khẳng định lợi ích của vaccine giúp bảo vệ bản thân người được tiêm khỏi nhiễm bệnh. Nếu không may mắc bệnh thì triệu chứng sẽ nhẹ hơn, giảm tỷ lệ nằm viện và giảm khả năng lây nhiễm cho người xung quanh. Song không một loại vaccine nào đạt hiệu quả 100%. Sau tiêm, người tiêm vẫn có nguy cơ bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Và đây cũng được xem là biện pháp tạo miễn dịch cộng đồng, tức là biện pháp phòng bệnh chứ không thể tiêu diệt hoàn toàn virus. Tác dụng của vaccine thì cũng chỉ đạt được hiệu quả từ 60 cho đến 95% tùy theo loại vaccine. Ví dụ khoảng 100 người tiêm thì có khoảng độ 60 cho đến 95 người là có được cái kháng thể tốt nhất và có thể phòng chống được. Thì số còn lại thì có thể là từ 5 đến 40 người là không có đủ cái khả năng để phòng chống lại cái virus corona này thì vẫn có khả năng nhiễm bệnh. Trong thời gian tới, dự báo tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp khó lường. Vì vậy, dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, người dân không nên chủ quan lơ là mà vẫn phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, qua đó tăng cường các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ dịch bệnh COVID-19 lây lan, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, lòng ngoài thì phải chặt trong. Nhiều địa phương ở Hưng Yên thành lập chốt tự quản cấp thôn nhằm kiểm soát người ra vào khu dân cư, nhất là với những người từ địa phương khác vào địa bàn. Ghi nhận tại xã Chỉ Đạo huyện Văn Lâm, địa phương hiện vẫn chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 qua 4 đợt dịch. Chốt tự quản thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, kiểm soát người lưu thông từ đường tỉnh 385 vào thôn. Kiếp trực gồm cán bộ mặt trận, hội phụ nữ, hội nông dân của thôn đều quen biết tất cả hơn 3.000 người dân trong thôn, nên những người lạ ra vào đều được phát hiện ngay. Từ ngày 8 tháng 11 đến nay, mỗi ngày chốt tự quản này kiểm soát được từ 20 đến 30 người lạ vào thôn. Triển khai là 2 chốt, mỗi chốt là chia làm 3 ca, mỗi ca 3 người, kiểm soát chặt chẽ người trở về từ vùng dịch, và đặc biệt là những lái xe. Tổ tự quản của địa phương đã thành lập được lên như thế này và chị em anh em trong cái tổ rất nhiệt tình, chúng tôi cảm thấy yên tâm trong cuộc sống. Thôn Trịnh Xá cũng thành lập 2 chốt tự quản với các thành viên là cán bộ hội, đoàn thể và tình nguyện viên trong thôn. Người lạ vào thôn phải khai báo y tế có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. Nếu không, mọi giao dịch chỉ được thực hiện phía ngoài rào chắn như thế này. Chi bộ là cử tới 10 đồng chí, trong đó có cội và các đảng viên gương mẫu
ra để chúng tôi phân công vào các ca, mỗi ca một đảng viên để trực. Người ra vào đều có giấy test Covid và có chứng minh thư nhân dân, số điện thoại thì chúng tôi cho vào, giữ cho cái sự an toàn bình yên của làng tôi 1.700 nhân khẩu, 500 hộ. Xã Chỉ Đạo hiện có 8 chốt tự quản tại 4 thôn với trên 120 người tham gia, mỗi ngày bố trí 3 ca trực từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Bên cạnh nguồn hỗ trợ 5 triệu đồng của tỉnh, xã cũng hỗ trợ mỗi thôn 10 triệu đồng để thành lập và duy trì các chốt tự quản. Ngoài ra, xã còn thành lập gần 20 chốt cứng để hạn chế người lạ vào địa bàn có trên 10.000 dân. Thành lập các cái tổ tự quản của 4 thôn để kiểm soát những người từ nơi vùng dịch ở địa bàn khác đến địa phương với cái tinh thần là làm chặt chẽ và mạnh mẽ, quyết liệt, đảm bảo cho công tác phòng dịch của địa phương được an toàn, thích ứng linh hoạt. Bên cạnh việc đẩy mạnh tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, trạm y tế xã Chỉ Đạo cũng được bố trí làm điểm test nhanh của xã, sẵn sàng thực hiện xét nghiệm cho người có nhu cầu. Đây là các biện pháp thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 toàn tỉnh ngày 5 tháng 11 vừa qua. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Công khai minh bạch là thông điệp và phương châm chỉ đạo của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh với cơ sở nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo công bằng trong công tác tuyển gọi thanh niên nhập ngũ năm 2022. Hiện các xã phường, thị trấn đang tập trung thực hiện nghiêm túc trong đợt sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Tại buổi khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, ngoài trừ 2 trường hợp vắng mặt do dịch chưa về kịp, còn lại 35 trên 37 thanh niên trong danh sách gọi đã có mặt đầy đủ. Buổi sơ tuyển được bố trí khoa học hợp lý, đảm bảo giãn cách nhằm đảm bảo công bằng minh bạch, không bỏ lọt đối tượng trong việc gọi tuyển thanh niên lên đường nhập ngũ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã tiến hành họp lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng giai đoạn, từng khu vực, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để mọi người dân nắm bắt rõ về luật nghĩa vụ quân sự. Đồng thời công khai số điện thoại, đường dây nóng ở xã và các thôn đúng theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Sau khi rà soát, chúng tôi công khai trên hệ thống loa truyền thanh đến các thôn, các đoàn thể để tuyên truyền vận động số thanh niên trong độ tuổi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Các thôn nếu phát hiện còn sót đối tượng nào thì sẽ điện trực tiếp cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự để chúng tôi bổ sung vào danh sách. Qua rà soát, chúng tôi phát hiện có 3 cháu đã tốt nghiệp đại học trở về địa phương, chúng tôi tổ chức phát lệnh bổ sung. Đến nay, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Lữ đã cơ bản hoàn thành công tác sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự. Toàn huyện đã phát lệnh gọi sơ tuyển 583 thanh niên, tỷ lệ lên trạm khám sơ tuyển đạt 80%, cao hơn nhiều so với mọi năm. Cán bộ, cơ quan quân sự huyện họp cùng với Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã để ra soát, nắm chắc số thanh niên, kể cả những thanh niên tạm miễn tạm hoãn, truyền thanh các xã, tăng cái thời lượng tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự và nâng cao cái trách nhiệm của thanh niên. Thì từ cấp huyện đến cấp xã, chúng tôi đều chỉ đạo phải thông tin 3 số điện thoại đường dây nóng để cho nhân dân giám sát trong cái công tác tuyển quân. Tính đến ngày 15 tháng 11, toàn tỉnh đã phát lệnh gọi gần 12.000 thanh niên khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó số lên trạm khám tuyển đạt gần 80%. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát đúng theo phương châm chỉ đạo công khai, minh bạch, không bỏ lọt, không bỏ sót. Trước mắt, tiếp tục yêu cầu các thanh niên hoàn thành việc sơ tuyển làm cơ sở để phát lệnh gọi khám tuyển. Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngày 15 tháng 11, huyện Yên Mỹ đã đồng loạt ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường DT380, DT376 và DH34. Ban An toàn giao thông huyện và các xã Tân Lập, Liêu Sáng, Nghĩa Hiệp, Trung Hòa, thị trấn Yên Mỹ đã huy động lực lượng tiến hành giải tỏa được gần 700 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 580 biển quảng cáo, 90 máy vẩy, lán quán, còn lại là các trường hợp lấn chiếm bày bán hàng hóa cho băng rôn trong hành lang an toàn giao thông. Cùng với việc kiên quyết giải tỏa các trường hợp cố tình không tự tháo dỡ, huyện Yên Mỹ còn chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra giám sát, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường.
Đến nay, huyện Văn Giang đã thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được gần 106.000 thửa đất trên tổng số gần 116.000 thửa đất cần cấp. Việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giảm tranh chấp khiếu kiện về đất đai trên địa bàn huyện. Trong đó đã cấp được gần 32.000 thửa đất nhà ở với diện tích trên 880 ha, đạt tỷ lệ xấp xỉ 80%, và trên 74.000 thửa đất nông nghiệp với diện tích trên 3.500 ha, đạt tỷ lệ gần 90%. Các xã đã tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cao như Long Hưng, Thắng Lợi, Mễ Sở, Liên Nghĩa. Hiện nay, huyện Văn Giang còn gần 8.000 thửa đất nhà ở và gần 1.600 thửa đất nông nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang tiếp tục tăng cường chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn thực hiện nghiêm quy trình giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định. Thường xuyên cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai, đẩy mạnh tuyên truyền đến người sử dụng đất các quy định của pháp luật về đất đai, tầm quan trọng của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền lợi và nghĩa vụ sau khi được cấp giấy chứng nhận, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời, xử lý các vi phạm về đất đai. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động huy động hệ thống chính trị cùng vào cuộc, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nên công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đạt cao. Xã Hiệp Cường có trên 3.800 thửa đất cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Ngay sau khi hoàn thành dồn thửa đổi ruộng, xã đã phối hợp với dự án VLAB tổ chức cho người dân kê khai thông tin và thu thập hồ sơ cá nhân như sổ đỏ, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, sau đó tổ chức họp dân và phổ biến trên loa truyền thanh để người dân nắm được để đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, chính quyền xã đã kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân. Xã đã họp thành lập ban chỉ đạo và thành lập các tổ công tác xuống trực tiếp các thôn và rà soát tạo mọi điều kiện cho mọi người dân làm sao đẩy nhanh cái tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bởi chúng tôi xác định là để cái sự quản lý của nhà nước được chặt chẽ. Cái thứ hai là người dân có cái cơ sở để giao dịch, vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế. Vì vậy đến nay, toàn xã đã cấp được trên 3.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp với diện tích trên 300 ha, đạt tỷ lệ trên 80% và là một trong những địa phương có tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đạt cao của tỉnh. Nhiều hộ gia đình sau khi được cấp giấy chứng nhận đã yên tâm sản xuất, đầu tư chuyển đổi theo quy hoạch, nâng cao giá trị canh tác. Cách đây 5 năm, địa phương cũng tạo điều kiện cấp cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Thì bắt đầu tôi mới xin phép tập thể, tức là cho tôi chuyển đổi cây trồng. Nói chung là hiệu quả của nó có thể nó sẽ phải gấp 3-4 lần cây lúa. Cùng với đó, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đã giúp cho công tác giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn xã được thuận lợi. Từ cái số liệu trong sổ so với thực tế nó khớp ý, thì cái công tác số liệu đền bù cho nhân dân là nó không bị gây khó khăn. Đặc biệt là cái khu đường liên xã từ Hiệp Cường, Trung Nghĩa vừa rồi có một số hộ phải thu hồi để thực hiện công tác giải phóng bằng làm cái đường thì nhân dân rất là ủng hộ. Tại vì là cái số liệu trong sổ so với cả trên thực địa là nó rất là khớp. Hiện nay xã Hiệp Cường đang tích cực tháo gỡ các khó khăn để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Đồng thời tiếp tục xác định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn thửa đổi ruộng là nhiệm vụ quan trọng có quan hệ chặt chẽ giữa quản lý đất đai với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Có như vậy mới tạo thuận lợi trong quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng và góp phần giúp người dân yên tâm đầu tư, nâng cao giá trị canh tác. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số như Hưng Yên TV Go, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HETV, trên website hungyentv.vn. Và tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế.